Rồi xin thân ái mến chào của cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Ngày hôm nay thì vườn mai của chị Tiền ha, địa chỉ ở Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre. Có là một cái clip để giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lo mai giống mai ghép bên vườn của chị Tiền ha. Thì hôm nay nhà vườn lên khai trương mùng 6 nha cô chú anh chị. Thì rất mong cô chú anh chị mình vào xem thấy cây nào giá cả hợp lý thì mình ủng hộ cho nhà vườn của chị Tiền nha. Rồi không nói thời gian nữa, mà cô chú anh chị mình về gặp luôn chị Tiền để chị Tiền chào giới thiệu và giao lưu nha. Dạ rồi, chào chị Tiền ơi. Rồi em xin chào tất cả các cô chú anh chị ha. Rồi đầu năm em cũng chúc các cô chú anh chị nhiều sức khỏe ha, và bằng ăn phát đạt ha. Rồi hôm nay là mùng 6 em khai trương đầu clip làm cây mã số 1 là siêu bông Sài Gòn nha các cô chú anh chị. Cái này giống của chú Sáu Bình Dương không chị? Dạ đúng rồi. Cái này em bào chuẩn giống cho các cô chú anh chị ha. Bo nè cô chú anh chị ha, già lắm, cái này về lấy bo đồ ngon nha. Thân lắc cái này về chơi có hai, không? Cái hai chân luôn hắn các cô chú anh chị. Dạ. Không xấu luôn hả chị? Rồi hoành là được 16 ạ. Rồi. Chiều cao là được 83. Tán ngang là 115. Rồi. Rồi cây đầu clip hôm nay em xin giao lưu với các cô chú anh chị là 1 triệu 2 nha. Rồi 1 triệu 2 em bao phí vận chuyển cho các cô chú anh chị luôn. Rồi mình đợi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Rồi tiếp theo mã số 2, một mã số 2 là một cây cúc họ Hương nha các cô chú anh chị. Rồi. Cái tàn quá trời cái tàn luôn ha. Cây này mình ghép được có 5 bo thôi nha cô chú anh chị, mà cái tàn quá xá luôn. Có mặt bông luôn trên cây ha. Lắc lượng luôn nha các cô chú anh chị. Còn thân thì lắc lượng nè. Quá trời đã luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, không số luôn đi chị. Rồi, cái hoành là được 25 ạ. Rồi. Chiều cao là được 1 mét. Rồi. Tán ngang là được 112. Rồi. Rồi, cây mã số 2 này em xin giao lưu với các cô chú anh chị là 2 triệu ạ. Rồi, mình đợi cây luôn nha. Rồi, tiếp theo cây mã số. Rồi, mã số 3. Rồi. Mã số 3 cũng là một cây cúc họ Hương luôn nha các cô chú anh chị. Rồi, cái cây này tàn cũng khủng khiếp, cái tàn luôn cô chú anh chị. Cái này co gắt lượng luôn nha các cô chú anh chị. Rồi, không số luôn nha chị. Để bo già lên nụ hết, về mình lấy bo là ngon nha cô chú anh chị. Rồi, hoành là được 24 ạ. Rồi, nụ. Chiều cao là được 90. Tán ngang là được 1m1 ạ. Rồi. Rồi cây mã số 3 này em cũng xin giao lưu với các cô chú anh chị là 2 triệu ạ. Rồi, mình đợi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã rồi, số. Rồi tiếp theo mã số 4, mã số 4 cũng là một cây họ Hương luôn nha các cô chú anh chị. Rồi. Đó, cây rễ quá tí cây rễ luôn. Quá trời cái bề rễ của chú anh chị ha. Rồi, xong số giống, luôn chị. Giống con nhìn vậy. Cái này ghép có 3 4 bo thôi mà cái tàn khủng khiếp cái tàn. Rồi hoành là được 15 ạ. Rồi. Tổng bộ rễ của nó là được 85. Rồi. Chiều cao của nó là được 1 mét ạ. Tán ngang của nó là được 1m2 ạ. Rồi. Rồi cây mã số 4 này em xin giao lưu với các cô chú anh chị là 1 triệu rưỡi ạ. Rồi, đợi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Rồi tiếp theo mã số 5, mã số 5 cũng là một cây họ Hưng luôn nha các cô chú anh chị. Rồi. Không số luôn hả chị? Hoành là được 14 ạ. Chiều cao của nó là được 75. Tán ngang của nó là được 90. Rồi cây mã số 5 này em xin giao lưu với các cô chú anh chị là 700 ạ. Rồi mình đợi cây luôn ha. Rồi tiếp theo rồi, cây tiếp mã số. Tiếp theo mã số 6. Mã số 6 cũng là cây cúc họ Hương luôn nha các cô chú anh chị. Rồi. Nụ nè cô chú anh chị ha. Có nút nụ hết nè cô chú anh chị. Hoành là 14. Rồi. Chiều cao là 63. Ngang là 63 luôn. Rồi. Rồi cây mã số 6 này em xin giao lưu với các cô chú anh chị là 400 ạ. Rồi, đợi cây luôn ha. Theo mã số 7, mã số 7 cũng là họ Hương luôn nha các cô chú anh chị. Rồi. Yeah. Rồi, cái hoành là được 19 ạ. Rồi. Chiều cao là 88. Ngang là 72. Rồi, cái này bo già lắm nha. Về mà lấy bo ok nha cô chú anh chị. Bo cực kỳ già luôn á.
Rồi cây này em xin giao lưu với các cô chú anh chị là 500 ạ. Rồi mình đã cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Rồi tiếp theo mã số 8 cũng là họ Hưng luôn nha các cô chú anh chị. Rồi, cái này về lấy bo ok nha cô chú anh chị, bo già lắm. Bo nụ của cô chú anh chị ha, nhiều nha. Rồi thông số luôn. Rồi hoành là được 15 ạ. Rồi chiều cao, chiều cao là được 83. Rồi ngang là được 73. Rồi rồi cây mã số 8 này em xin giao lưu với các cô chú anh chị là 450 ạ. Rồi đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số rồi tiếp 9. Theo mã số 9, mã số 9 là một cây cúc cam nha các cô chú anh chị. Rồi cây này thì cái phôi nó lên xù luôn cô chú cái anh chị, nguyên một cục xù luôn nè các cô chú anh chị. Lên xù nguyên cục luôn nè cô chú anh chị ha. Xù này xù tự nhiên nha cô chú anh chị nè. Đó nè, xù chảy nè, cục cục nè cô chú anh chị ha. Cái hoành là được 20 ạ. Rồi rồi ngay cục xù nó là được 27 nha các cô chú anh chị. Rồi chiều cao của nó là 77, ngang của nó là được 95. Rồi rồi cây mã số 9 này em xin giao lưu với các cô chú anh chị là 1,5 triệu ạ. Rồi 1,5 triệu bao ship ha. Rồi đổi cây luôn nha. Rồi tiếp theo cây mã số 10. Cây mã số 10, số 10 là một cây siêu bông Sài Gòn nha các cô chú anh chị. Rồi cây này thân dáng rất là quái nha cô chú anh chị ha, nó nằm lắc nè, một cục luôn. Ôi hoành là được 18 ạ. Rồi mấy cây này lấy bo nhiều nha cô chú anh chị, này về mình chơi cũng ngon luôn nha cô chú anh chị, mua mấy cây này về chơi. Chiều cao của nó là được 90, tán ngang của nó là được 72. Rồi rồi cây này em xin giao lưu với các cô chú anh chị là, rồi cây này em xin giao lưu với các cô chú anh chị là 850 ạ. Rồi đợi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số, mã số 11 là một cây siêu bông Bình Lợi nha các cô chú anh chị. Rồi bao chuẩn giống bao luôn, bao chuẩn giống cho các cô chú anh chị luôn, bảo hành giống nha. Ghép cây này ghép được 3 bo cô chú anh chị ha. Nó cũng có lên nụ kim nè, lên cựa gà nè ha. Vì mình lấy mình test ba, mình test mật bông cũng được cô chú anh chị ha. 3 bo đế thú đế quái luôn ha. Rồi thông số luôn nha chị. Cây này nếu như cô chú anh chị mà lấy một mắt lá chắc anh tầm khoảng 30-35 bo nha. Hoành là chị được 14 ạ. Chiều cao là được 43. Rồi tán ngang cũng 43 luôn. Rồi rồi cây mã số 11 này em xin giao lưu với các cô chú anh chị là 450 ạ. Rồi đợi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã rồi, số rồi tiếp theo mã số 12 cũng là cây siêu bông Bình Lợi luôn nha các cô chú anh chị. Rồi cái hàng này thì em còn khoảng 200 mấy chục cây nha các cô chú anh chị. Hay em lên cho các cô chú anh chị 2 cây ha. Rồi cô chú anh chị nào muốn mua thêm thì mình mua cứ alo ha, alo ha. Em sẽ chụp hình em gửi qua cho các cô chú anh chị mình coi ha. Rồi rồi hoành là được 16 ạ. Chiều cao là được 36. Rồi tán ngang là được 39. Rồi rồi cây mã số 12 này em xin giao lưu với các cô chú anh chị là 500 ạ. Rồi cây này cuối clip luôn hả chị? Rồi cây này cũng là cây cuối clip của em luôn ha. Rồi rồi đầu năm em cũng cảm ơn tất cả các cô chú anh chị đã ủng hộ em ha. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại ạ. Rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như là chị Tuyền cảm ơn các anh chị mà đã theo dõi hết clip và ủng hộ cho chị Tuyền trong các clip trước cũng như clip này. Rất mong năm mới cô chú anh chị mình được thật nhiều sức khỏe, vạn sự như ý, mà ăn phát tài nha cô chú anh chị. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.